Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi đột nhiên ra quyết định bất ngờ tại Paris Saint-Germain, người hâm mộ sững sờ về quyết định. Tờ El Quip mới đây đã đưa tin Messi có khả năng cao chia tay câu lạc bộ Paris Saint-Germain sau mùa này. Trong thời gian qua, El Pulgar thường xuyên hứng chịu những tiếng la ó, chửi rủa từ cổ động viên đội nhà. El Quip nhấn mạnh, Messi không tiếp tục cuộc hành trình của mình tại Paris, chỉ còn một khả năng để hai bên tiếp tục gắn bó là Messi buộc phải giảm lương. Nhưng rõ ràng là nước đi này không nằm trong kế hoạch của PSG và cầu thủ người Argentina. Trước World Cup 2022, cha và là đồng hương cũng thời là đại diện của Messi, ông Jorge Messi và chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi đã thỏa thuận hai bên sẽ tiếp tục gắn bó đến hết mùa. Tất cả các cuộc thảo luận của họ chỉ có vậy, họ không đề cập đến mức lương cũng như hợp đồng mới của Messi. Điều đáng nói, theo tờ Daily Mail, trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vừa qua, Messi vẫn nói với các đồng đội ở đội tuyển Argentina về khả năng gắn bó với PSG thêm một năm nữa trước khi sang Mỹ dưỡng già. Dù vậy thì trong thời gian qua, siêu sao số 30 thường xuyên hứng chịu sự la ó, chửi rủa từ những cổ động viên của PSG. Điều này khiến cho anh vô cùng chán nản. Trong hạng trận đấu liên tiếp gặp Rennes và Lyon, Messi đều bỏ vào đường hầm và không ở lại chào những cổ động viên nhà. Đó cũng là hai trận đấu mà El Pulgar thi đấu khá tệ. Cách đây vài ngày, phó chủ tịch của Barcelona Rafael Juster xác nhận đã liên lạc để đưa Messi về câu lạc bộ cũ. Ông cho biết, chúng tôi đã liên lạc với Messi và rất muốn đưa cậu ấy quay trở lại. Messi và gia đình hiểu được tình cảm tôi dành cho họ. Messi biết tôi đánh giá cao tài năng của cậu ấy như thế nào. Tôi rất muốn Messi quay lại. Chúng tôi đang liên hệ với họ. Theo tiết lộ của đài phát thanh Tây Ban Nha RAC1, công ty Tendogim, nhà cung cấp thiết bị tập luyện, đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 100.000 euro dưới tên Lionel Messi. Đơn hàng này gồm những trang thiết bị lắp đặt phòng gym tại căn nhà ở Calais Deville, nơi Messi và gia đình sinh sống tại Barcelona. Điều này dấy lên nghi ngờ cho thấy Messi đang chuẩn bị trở lại Tây Ban Nha. Tương lai của Messi sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong thời gian tới đây. Huấn luyện viên trưởng đội Lyon chỉ ra vấn đề của PSG đang gặp ở hiện tại. Theo huấn luyện viên trưởng của Lyon, Laurent Blanc, PSG không còn tập trung tại Ligue 1 do thất bại sớm tại Champions League. Tôi biết đôi chút về PSG, vấn đề của họ là khi không còn cơ hội tiếp tục mục tiêu số 1, coi như mùa giải không còn tồn tại. Blanc nói ngày 3 tháng 4, ám chỉ việc PSG sa sút kể từ khi bị loại sớm tại Champions League. Ngày 8 tháng 3, PSG thua Bayern ở chung cuộc 0-3 vòng 1/8 Champions League. Không lâu sau đó, đội bóng thành Paris thua liên tiếp Rennes 0-2 và Lyon 0-1 ở Ligue 1. Hai thất bại này khiến cho PSG có nguy cơ không bảo vệ được chức vô địch. Họ chỉ còn hơn đội xếp thứ hai là Lens 6 điểm trước 9 vòng đấu cuối. Theo Blanc, Champions League trong những năm qua luôn là mục tiêu cao nhất của PSG và các cầu thủ của họ khó tái tạo động lực sau khi đội sớm rời sân chơi này. Tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng Christophe Galtier vẫn có cơ hội thành công và mùa giải vẫn chưa kết thúc, huấn luyện viên trưởng của Lyon nói tiếp. Thế nhưng họ cần động viên các cầu thủ một lần nữa, dù điều đó là không dễ dàng. Blanc từng dẫn dắt PSG từ năm 2013 đến 2016. Trong giai đoạn này, ông đưa PSG đến tới 3 Ligue 1, 2 Cúp Pháp, 3 Cúp Liên đoàn, 3 Siêu Cúp Pháp và 3 lần vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2016, ông phải nhường chỗ cho Unai Emery. PSG chưa bao giờ giành cúp C1 Champions League cả. Thành tích tốt nhất của họ là vào chung kết mùa 2019-2020 và thua Bayern 0-1. Trong hai mùa gần nhất, họ đều dừng chân ở vòng 1/8. Paris Saint-Germain đang cùng với Saint-Étienne giữ kỷ lục 10 lần vô địch Ligue 1. Marseille xếp thứ 3 với 9 lần, trong khi Monaco xếp thứ 4 với 8 lần. PSG cũng đang giữ kỷ lục giành 14 cúp Pháp, 9 cúp Liên đoàn và 11 siêu cúp Pháp. Trong hai trận thua Rennes và Lyon, nhiều cổ động viên liên tục la ó Messi. Hành động này tác động xấu đến tâm lý của toàn đội, dẫn đến thất bại ngay trên sân nhà Parc des Princes. Sau trận đấu, Messi đi thẳng vào đường hầm. Nhà vô địch World Cup được cho là có thể rời Pháp trong mùa hè năm nay, khi mà hợp đồng hết hiệu lực vào cuối tháng 6. Tuyển Argentina của Messi khiến cho Pháp không thể bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2022 sau khi hòa 3 đều sau 120 phút thi đấu chung kết trên đất Qatar. Hai đội vào đó lần lưu và Argentina thắng Pháp 4-2. Bên cạnh chức vô địch, Messi còn giành giải cầu thủ hay nhất và giày bạc World Cup 2022. Messi cũng là cầu thủ hay nhất của PSG từ đầu mùa. Anh góp 18 bàn và 17 pha kiến tạo trong 33 trận trên mọi đấu trường. Messi bị xử tệ tại PSG là sự xúc phạm với bóng đá. Cựu tiền vệ người Pháp
Emmanuel Petit đã phản ứng gay gắt với những điều bất công đang xảy ra với Leo Messi tại PSG thời gian đây. Ở vòng 29 Ligue 1 vừa qua, PSG tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-1 trước Lyon, đánh dấu trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà tại giải đấu quốc nội. Điểm nóng sau trận đấu một lần nữa hướng về Leo Messi, người đã đi thẳng vào đường hầm mà không cùng đồng đội chào hỏi các cổ động viên nhà. Tuy nhiên, Messi có lý do để làm vậy khi mà ngay từ lúc mới ra sân khởi động, trên khán đài đã xuất hiện những tiếng la ó và chê bai. Các cổ động viên của Paris Saint-Germain dường như chỉ muốn tìm một đích đến để xả cơn giận sau những thất bại gần đây. Và nạn nhân xấu số một lần nữa lại là Messi, bất chấp việc anh đang là cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho câu lạc bộ khi ghi dấu dày vào 35 bàn từ đầu mùa, với 18 pha lập công và 17 kiến tạo. Việc làm của những người hâm mộ PSG ngay lập tức bị phản đối bởi giới chuyên môn, đặc biệt là ở Pháp. Chia sẻ trên sóng AMC, tiền vệ huyền thoại của đội tuyển Pháp Emmanuel Petit đã phản ứng gay gắt với những điều bất công mà Messi đang phải hứng chịu. Khi tôi nghe thấy những tiếng huýt sáo từ cổ động viên PSG nhắm vào Messi, đối với tôi đó là một sự xúc phạm đến bóng đá. Nếu như có lời khuyên nào dành cho Messi thì tôi khuyên cậu ấy tốt nhất nên rời khỏi đó. PSG không phải là một câu lạc bộ bóng đá. Thời gian qua Messi nhiều lần bị chỉ trích vì thiếu nỗ lực thi đấu cho PSG, khác hoàn toàn so với lúc ở đội tuyển Argentina. Phản bác lại quan điểm này, Petit cho rằng tất cả là do nhà đương kim vô địch Ligue 1 chưa tạo đủ điều kiện để Empoli thoải mái thi đấu. PSG như là một câu lạc bộ để đến trước khi giải nghệ. Ngay cả đối với những cầu thủ 20 tuổi, không một ai tiến bộ ở PSG. Đó là lỗi của Messi sao? Cậu ấy là nhà ảo thuật với cây đũa phép, nhưng những cầu thủ chơi xung quanh Messi cũng phải nỗ lực. Chỉ những người hâm mộ PSG thì mới không hiểu rằng họ cần một đội hình mới được xây dựng xung quanh Messi. Điều mà họ không có và sẽ không bao giờ có, bởi vì ban lãnh đạo làm việc rất tệ trên thị trường chuyển nhượng, Petit nói. Về phần Messi, anh hiện vẫn chưa gia hạn hợp đồng với PSG. Việc liên tục bị xử tệ bởi chính các cổ động viên nhà được cho là sẽ có tác động đến quyết định sau cùng của Leo. Mbappe thái độ thế nào khi Messi bị chỉ trích thậm tệ tại PSG? Tỷ đạo người Pháp cùng đàn anh sinh năm 1987 nở nụ cười tươi trước những tiếng la ó vang trên từ khắp khán đài. Trước trận đấu gặp Lyon ở vòng 29 Ligue 1 hôm 3 tháng 4, khi bảng điện tử hiển thị tên của Messi và huấn luyện viên Christopher, những tiếng la ó trên khắp khán đài, máy quay ngay lập tức hướng xuống dưới sân người Kylian Mbappe và Leo Messi đang khởi động. Bộ đôi ngôi sao tấn công của Le Parisien cùng nhau nở nụ cười tươi, bất chấp sự phản đối của cổ động viên. Người hâm mộ PSG la ó Messi sau thất bại trước Bayern Munich tại Champions League. Nhà đương kim vô địch World Cup đáp lại bằng việc tiến thẳng vào đường hầm sau mỗi trận, thay vì ở lại sân để cùng đồng đội cảm ơn cổ động viên. Sau trận thua Lyon, huấn luyện viên Galtier lên tiếng bênh vực Messi. Tôi không đồng tình với những tiếng huýt sáo bởi Messi cống hiến rất nhiều cho đội bóng này. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp còn phản bác ý kiến của các phóng viên cho rằng Messi chơi mờ nhạt. Messi có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hoặc một cú dứt điểm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rút Messi ra khỏi sân. Cậu ấy luôn chơi cố gắng và để lại dấu ấn ở một vài khía cạnh. Hôm 2 tháng 4, RAC1 tiết lộ rằng hãng thiết bị tập thể dục tại nhà Technogym cho biết đã nhận một đơn đặt hàng trị giá 100.000 euro từ khách hàng có tên Lionel Andres Messi. Người này yêu cầu một phòng tập gym hiện đại tại nhà riêng ở Barcelona. Thông tin này xuất hiện đúng vào thời điểm những tin đồn về tương lai của Messi. Tại PSG, siêu sao người Argentina vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng. Barca cũng xác nhận đàm phán để đưa cựu đội trưởng quay trở lại.